Tại mình đang ở Long An nha mọi người. Đây là thị trấn Cần Đước. Chung là những tuần này đi Long An quá nhiều, đi mấy nơi. Hết Cần Đước rồi Cần Duộc rồi Đức Hòa. Mới sửa cái bồn nhựa. Đây là cái bồn thế hệ mới của Đại Thành này. 1.000 lít nha. Thì tình trạng cái bồn nứt trên đây này. Đây là cái đường nứt của nó. Đây là cái tình trạng nứt của nó này. Đó. Đây là cái ống thì lâu lắm rồi mình đi gặp cái ống khủng khiếp rồi, ống 90. Nó cái bồn này ngày xưa nó xài cho cái khu nhà trọ, nhưng mà chắc khả năng một nó bị hư người ta bỏ tháo xuống, hoặc là hai là bồn nhỏ quá không đủ xài, thành ra người ta phải thay một cái bồn bự hơn. Thì ngày xưa người ta xài, người ta muốn nước nó xuống mạnh ấy, thì người ta mới gắn một cái đầu răng 90. Không được xem ạ. Mà nhưng nó bự. Cái này nó còn chưa tới cái lỗ này này. Hôm qua cái tôi lấy Đây cái nắp đây. bự vậy nè. Cái nhựa kia còn còn ngon hơn cái nhựa này của anh nhà, còn không Sao được. á? Ủa. Còn cứng. Sao ơi. Mình yếu nhỉ. Không, nó không chạy đâu. Xoay được. Không chạy. Cứng lắm. Xoay đi, xoay đi. Nóng đấy. Nó lại cứng lại rồi. Chạy rồi, không xoay được. Mình xoay nó phải ra chứ anh. Không có ra đâu. Đây là cái đầu răng 90 nhá. Khó cháy đen ra này. Mà còn mãi mới xoáy được này. Bự Đây quá, đem ngược lại. Có lỗ nhỏ thôi là bộ bự quá. Sao cái bự này luôn, sợ. Ui, cái lỗ này tưởng không là nó khoét thì như cái lỗ này tự khoét chứ đâu phải là thợ nó khoét đâu. Ừ, nghe tiếng Thợ khoét nó mà. khoét, nó có một cái đầu răng của nó xoáy đẹp lắm. Ừ, cái này cũng Này như là lấy cái gì cắt ấy chứ. Cái đâu phải nó máy nó tròn quét lắm. nó tròn lắm, nó không kiểu Tròn lắm ừ. đúng rồi. Cái này hồi xưa hồi đó làm anh biết mấy thằng này làm sao. Nói chung là xe biết cái nỗi này đi chứ không có hàn cái vết này nữa, hàn cũng được nhưng mà ý là không xài lại cái đầu răng kia, và cũng không có cái loại đầu răng nào khủng khiếp mà biết mà gắn được qua đây được, thành ra sẽ bịt cái này đi luôn. Và cái phương án thì đây mình nghĩ là một cái phương án rất là hay, cắt cái trên miệng này. Nước thì mọi người biết rồi nhé, đây là hai cái lỗ của bơm vào và tràn ra để nước nó chỉ bơm tới chừng này thôi chứ nó không bao giờ nó đầy lên được đây nhé. Đấy là trên này không cần thiết thì mình sẽ cắt cái này đi. Không thì mình cắt đi xong rồi tí nữa chú có cái miếng nhựa mà bỏ đi ấy chú. Chú dán lên cho nó đỡ nắng. Ờ, đây rồi đấy, chú miếng nhựa nào là còn cũng dán lên. Rồi, chú vẽ vẹo là tí là cắt vẹo đấy. Đó, cho thẳng cái nấy của nó luôn đi, cho thẳng cái nấy cái đường đó luôn. Đây luôn hả? Còn gì vẽ ở trên thôi, vẽ nó cái đường ở trên đấy thôi. Lấy cái này luôn đi, lấy cái đường này luôn đi. Cái này luôn ha. Vâng. Cái này luôn nè. Vâng vâng. Hai mươi. 20 luôn. Chỉ cần nhỏ thích thì lùi lại một tí cũng được, không sao đâu mà. Thích thì cho nó lùi lại tí cũng được. Rồi. Đi ra nè. Tắm biển đi. Ổ điện của chị Hà chứ mình biết cái nào cắm. Đây cắm cho. Thank you.
Anh có tiền không? Em mượn, em gọi lại khách coi anh ship. Nhìn đến đang ấy đấy à? Hai ba cái mà. Không có cái này có tiền thôi. Vãi. Vậy là mình có hàng ở trong không? Không. Thôi à? Yên tâm, riêng về cái chất lượng thì khỏi bàn. Khỏi bàn không? Cô ấy bảo là bữa trước là hàng cho cô ở bên kia. Đúng rồi. Sao nhưng mà đâu có gặp cô đâu? Cô có chồng ở đây, trong đó là em. Má cái bọn đó là bà già vợ tôi á, còn cái thằng trai là em vợ. À, cũng về như là cũng chục ngày gì đó hay là ở đúng rồi chục ngày đây là gần nửa tháng đấy. Cái bồn ở trong cao hết cao trên mắt cái khác như chứa cho cả cái shop để xài luôn. Về nhau. Có kèo về nhậu hả? Dạ. Thế công. Đúng rồi. Rồi, rồi. Thôi im mà đã. Ừ, đứng cho tôi tạm. Để mai xung quanh cái chỗ này để hàng. Đấy đây đây, còn bên góc này chưa ghi đi. Phiêu. Bé bé co cái mấy miếng này lên.
Ừ, gậy con. Nha. Gậy thế nào mà gậy ăn. Không em ấy cho em vứt trong nha, không thể đâu. Chắc thêm miếng bên này. Cái miếng dày thì không gãy, nhưng mà cái miếng này nó mỏng này, nó giòn lắm, nó mỏng bẻ bắt cái đôi luôn rồi. Xong rồi cho nó cắt miếng mới đây. Rồi, anh bứng cái này xuống nhé. Lấy cái búa. Đây, lấy cái búa. Đập luôn. Cắt to quá. To. Để to to nó bự, nó chắc. Đúng rồi. Đằng sau. Bên trái mình dán vừa vậy hay dán nằm trong ép lại thế là thằng dấu thằng mấy lúc tí nữa nói cho còn còn có cái này còn cái này ấy gọi từng này chọc thẳng cái bố vào giữa này này thẳng lên dừng thẳng lên dừng thẳng lên dừng thẳng bố lên cái này á ấy đây là dừng nóng cầm cao lên nóng cao nữa đây lệch lệch ra đứng lệch lệch ra ngoài này nữa cho cái búa cho đây để chịu qua hai cái này để nó lăn nè bữa cho này lăn ngoài vậy thôi cứ giữ đi cứ giữ cho mày không được giữ thôi phải không làm ăn gì á thẳng nha đừng để trơn nhá trơn nó tốt hơn ăn hẳn ở dưới trước dưới góc dưới trước gái về nhậu trước đi không kia đi không nhà phải về sớm trước 6 giờ mới nhậu giờ cơm tan cuộc rồi mà nó nhậu xong rồi nó về rồi mới là mình chứ nó gọi là trả tiền đúng rồi nó gọi là trả tiền ấy. 12 giờ để con gái gọi ra trả tiền. Sau khi để trả được cái miếng nhậu này. Không làm ăn được gì mất hẳn 450. Ngày làm gì được 450. Ra trả tiền là giờ sướng thì còn giỏi cái gì nữa. Dưới nhá, hàn dưới trước. Tâm đi, tay em cứ hơn tay gái nữa cơ. Đè sát lên góc kia đi sát, đè sát sát qua góc kia đi, rồi đè sát qua góc anh nhà hàng này, đẩy bố quá, đó đúng rồi. Rồi đi, bịch qua bên trái nhé. Có được nữa hả? Đây luôn, tôi làm cái góc. Đó rồi. Chặt vào nhá, để chặt vào cho đấy nó khỏi đi hở. Sorry. Nhả ra. Nên em đập xuống không? Đây là mình hàn xong cái hình vuông này là rồi nha mọi người. Đây, đây là cái hình vuông, nói chung rất là bự đấy. Chiều này ở đây mình cắt là 20 này, chiều này là 15 đó. 20-15. Đây là cái đường vàng mình hàn xong hết cái này đã hàn cho tổng cộng là 5 đường. Bây giờ mình cho 3 cái đường dọc này và một cái đường ngang, à một cái đường đúng không? Một cái đường ngang. Dọc này thì chỗ này là khoảng 3 sợi. Đây 3 sợi, đây 3 sợi đó. Để cho nó giữ cái cục này. Đó. Đây là ngay lúc hồi nãy là chỗ này nó là cái vết nứt này. Đó mình giờ mình hàn bít đi luôn mà. Đây là cái lỗ. Giờ mình nguyên một cái miếng nhựa đắp đè lên đó luôn. Đây là cái vết hàn đó mọi người. Đó, đường ngang. Đây là cái đường dọc. Nói chung là biến hàng quá thành ra là hàn mỗi như vậy thôi. Là ok đây. Cái này nói chung cái này thì thường thường là mình ngày nào mình cũng đi hàn rồi, mình không nói nhiều nữa. Hàn xong là xài được luôn, không có phải chờ đợi gì nhé.